Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì mới ăn cơm chiều xong, nhốt vô chuồng hết ráo rồi, mà mẹ vàng với gấu vàng chứ, gấu vàng với bách hợp chèo hàng rào ra mất ra dễ dàng. Nhốt không còn đứa luôn đó cả nhà. Mà hai đứa này nó có kỹ thuật cá nhân riêng. Chèo ra rất là dễ dàng. Và hai đứa ra ngoài xong cái lúc kia nó phá banh cái chuồng luôn rồi. Đưa đậu ra ngoài luôn rồi. Ghê không? Nên bây giờ thả cho mấy đứa này chơi ra ngoài chơi chừng nào. Trời tối nhốt vô. Náo loạn còn hơn cái đàn vịt nữa cả nhà. Chiều mưa rồi. Chiều mưa rắc rồi cả nhà. Ăn xong rồi chạy đi vòng vòng đi cho nó khỏe đi vô chuồng. Ngày mai là quẩn là hớt tóc không còn đứa luôn á. Mới hớt dặn kem xong rồi cả nhà. Coi thở là mình học lâu năm lắm rồi đó mà hớt được vậy nè cả nhà. Đó. Ghê không? Giờ dặn kem là đẹp luôn á. Dặn kem cái giống là giống chó Nhật, lông dài và hay đổ lông đó. Nên mà mình hay hớt lắm. Thằng này nữa ngày mai cũng trong tầm ngắm nè. Đứa này nữa nè, mấy đứa là lông xù thằng cò nữa nè. Thì mấy đứa là trong tầm ngắm là hớt hết. Đứa nào sát thì thôi, lông sát thôi. Mẹ vàng cũng hớt nè, thằng gấu cũng hớt. Hồng Ngọc hớt luôn, thằng Lu luôn, con Ly luôn. Chiều cái cây bông giấy của mình cây nhỏ nhỏ xíu xíu à, có con gan tay à, nhìn cũng dễ thương. Chiều ra chơi đi, ngồi đó đòi ra là không ra. Lúc kỳ nó phá dữ dằn lắm cả nhà, lúc kỳ nó đòi ra là phá chuồng dữ lắm. Ai làm có Coca lại nịnh mình à, Coca cân mấy đứa này không có lo nịnh cha gì hết trơn á, lo sữa để dành đồ chơi cắn lộn thêm thằng nữa nè, thêm thằng nịnh nữa nè, mà thằng này nịnh bạo lực.
này nịnh là nó phải triệt hạ đối thủ. Rồi chèo dữ vậy ha, chèo ra ngoài đường luôn ha, chèo ra hàng rào luôn ha. Hớt tóc xong cái dàn kem nhỏ xíu, hai đứa này nó kè, còn cái con ly với cái thằng quậy nó kè. Tiếu nhìn dàn kem có nhỏ xíu mà tiếu. Tưởng đâu mấy đứa, cái đứa nào lụm mới về hai út quậy nó nhìn mặt lạ, nó kè. Con Hồng Ngọc nó sờ quê cái út quậy cái dàn kem kìa. Buồn luôn kìa, dàn kem buồn khóc luôn kìa. Trời ơi, tôi quay nó hiếp tao. Bây nhớ nha, giờ bữa tao mọc lông lọc tao hiếp lại đó. Mỹ làm gì à, nhai thùng cái bồng cây vậy trời. Ê trời ơi, mới ăn tức thời đó lại nhai nhai phá cho banh cây, banh cái hàng rào đi. À, nhìn dàn kem có chút chiếu nhỏ cửa ổng lông xù đồ, mới cắt nãy giờ giờ lông như chăn đứa nít luôn, lùng xịt luôn con Khúc. Đó mà dạo mình đang ăn cái gì đó cái tụi nó súng là đạn hết ráo kìa, đó cái được cái tô trắng trắng ra kìa. Đó diễn viên đâu rồi, béo ai mới ăn cơm rồi ăn chi. Ăn mà ngán luôn, ăn mà chừa, ăn không nổi luôn. Nó cũng giống mình cả nhà, nói chung ngày nào mà ngày nào cũng ăn có món đó hoặc ăn có loại đó cái nó ngán à. Chứ ăn viên với ăn cơm trộn thịt cá củ rồi đó, giống mà không biết ăn gì thì tụi nó chỉ có ăn thịt cá thôi chứ ăn gì giờ, rau củ vậy thôi. Vậy vậy nãy giờ đi kiếm ăn cái gì đẳng vậy, phóng lên nó quậy nè, nó quậy lì nè, nó thợp nè, nó thợp nó quậy vậy. Đứng em này có con gì trên tóc nè. Thôi xin chào, hẹn lại cả nhà vào video kế tiếp nha. Tối rồi à, bầu trời nó không được đẹp nữa à, quay nó hết rõ à. À, chúc cả nhà vui vẻ nha. À, cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh mình duy trì. Cảm ơn cả nhà nhiều. À,
Xin chào. Cô chú anh chị gần xa, nếu ai có khả năng thì giúp đỡ cho thằng cuốn của mình có cơm no mặc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chiều nó đứng xung quanh chân mình.